13. Giới không săn sóc người bệnh. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng chế. Kinh Phạm Võng nói: trong tám việc phước điền, nuôi bệnh là đệ nhất, nếu cha mẹ các sư tăng đệ tử bệnh. Người các căn không đủ, bị trăm thứ khổ đau lo buồn, đều phải nuôi dưỡng lành mạnh mới thôi. Do việc ở chung sanh phiền não, bởi làm trái với từ tâm nên Phật chế giới này. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại tỉnh Xá Kỳ Hoàng, ni Thâu La Nan Đà cùng ở chung với tỳ kheo ni bệnh mà không chăm sóc. Các ni bảo rằng: cô sống chung với người bệnh sao không chăm sóc? Cô vẫn cố ý không chăm sóc, đến nỗi ni bệnh qua đời. Các ni bạch các thầy tỳ kheo, chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới: nếu tỳ kheo ni cùng ở chung với tỳ kheo ni bệnh mà không săn sóc, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: luật dạy cùng ở chung là hai ni cô cùng sống chung, nghĩa là lúc sống có hứa nếu có các món như thức ăn uống, y phục, thuốc men, ngọa cụ, tọa cụ đều dùng chung, không phân biệt là của mình, của người. Định tội: tướng phạm của giới này là cùng sống chung với ni bệnh mà không săn sóc, phạm ba vật đề. Trừ ni cô sống chung bị bệnh ra, nếu các ni khác bệnh hoặc hòa thượng, a xà lê, đệ tử, người quen biết, người thân bệnh mà không săn sóc, tất cả đều phạm đột kiết la. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: một, không có lòng từ mẫn; hai, là người cùng sống chung; ba, cố ý không săn sóc. Chế chung giống giới trước. Khai duyên: không phạm là săn sóc người sống chung bị bệnh, hoặc mình cũng bệnh nên không thể săn sóc cho người bệnh, hoặc bị mạng nạn, phạm hạnh nạn nên không săn sóc. Và ban đầu khi Phật chưa chế giới,